Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Hyundai Lê Văn Lương và phía trước chúng ta đây chính là Hyundai Santa Fe. Đây là phiên bản 2019 máy dầu phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất, có giá bán là 1 tỷ 055 triệu. Và như các bạn đã quan sát thì chúng ta đã có một mẫu xe gầm cao 7 chỗ với những thiết kế hoàn toàn mới, một phong cách thiết kế cực kỳ lạ mắt, sang trọng. Dải đèn LED được đẩy lên trên toàn bộ, trong khi đó đèn pha và đèn cốt được đẩy xuống vị trí thấp hơn. Điều này sẽ giúp cho chiếc xe có một cái vẻ dữ dằn và đôi mắt nó gần như híp lại. Đó là một trong những nét thiết kế mà Hyundai đang trang bị trên hầu hết các mẫu xe của mình ở trong thế hệ 2019 này. Có thể kể đến như Hyundai Kona hoặc là Hyundai Santa Fe. Chiếc Santa Fe mà chúng ta đang quan sát này, nó có màu xanh dương và cũng có thể coi như nó là màu xanh cửu long. Chiếc Santa Fe máy dầu này là phiên bản tiêu chuẩn, do đó nó sẽ sử dụng chung động cơ và hộp số với các phiên bản còn lại. Tuy nhiên, hệ thống dẫn động thì nó khác biệt hoàn toàn so với hai phiên bản cao cấp hơn. Ở phiên bản tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ có một hệ dẫn động một cầu và sử dụng cầu trước. Ở hai phiên bản cao hơn, đó chính là phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp Premium, thì chiếc Santa Fe 2019 được trang bị một hệ thống dẫn động hoàn toàn mới có tên là Hatchback, thay thế hoàn toàn cho hệ thống dẫn động 4WD trước đây trên những mẫu xe Santa Fe 2018. Các bạn quan sát thấy ở cụm đèn sau này, Santa Fe bản tiêu chuẩn không hề có sự khác biệt so với các phiên bản còn lại khi vẫn được trang bị cụm đèn LED 3D và hệ thống mở cốp điện thông minh. Có một điểm rất đáng khen trên mẫu Santa Fe 2019 và thực sự là nó đáng khen trên tất cả các dòng Santa Fe từ trước đến nay, đó chính là hàng ghế thứ ba của mẫu xe này được gập phẳng toàn bộ xuống dưới sàn và tạo cho chúng ta một cái không gian để đồ rất là thoải mái, và đặc biệt là nó rất gọn, gọn hơn rất nhiều so với cái đối thủ truyền kiếp của nó chính là Toyota Fortuner. Fortuner thì vẫn giữ nguyên cái hệ thống gập ghế trước đây, có nghĩa là gập và treo lên hai bên thành xe. Điều này thì giúp cho sàn nó sẽ để được nhiều đồ cao hơn, nhưng nó vô tình khiến cho cái khoang sau nó hẹp lại. Ở trên mẫu xe Santa Fe 2019 này thì Hyundai cũng đã trang bị toàn bộ ghế bọc da màu đen khá là mịn, mềm. Và đặc biệt tại tất cả các vị trí ghế ngồi thì đều được trang bị cửa gió điều hòa. Có một điểm đáng nói nó hơi khác một chút Santa Fe so với các đối thủ khác, khi mà Santa Fe sẽ được trang bị hệ thống cửa gió điều hòa nó gần giống như trên các mẫu sedan. Ở trên các xe 7 chỗ khác, ví dụ như Mitsubishi Pajero hoặc là Toyota Fortuner thì hệ thống cửa gió điều hòa được bố trí trên trần xe. Trong khi đó thì ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 của Santa Fe, các vị trí bố trí cửa gió điều hòa nó tương đồng như những mẫu sedan hoặc là những mẫu hatchback hiện tại. Chiếc Santa Fe 2019 phiên bản tiêu chuẩn này cũng được trang bị đầy đủ 4 chế độ lái, hệ thống hỗ trợ đổ đèo và trang bị toàn bộ cảm biến quanh xe cũng như là camera lùi và màn hình DVD. Hiện tại giá bán của chiếc Santa Fe 2019 phiên bản máy dầu tiêu chuẩn này đang được niêm yết là 1 tỷ 055 triệu trên toàn quốc và xe được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết về giá bán khuyến mại cũng như là thời hạn nhận xe, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline 0967588585 gặp Ngọc Huyền, quản lý bán hàng để biết rõ chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.